Trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách nối các con chữ trong cửa nhữ. Về quy tắc nối thì điểm kết thúc của con chữ đầu tiên nối với điểm bắt đầu của con chữ thứ hai, đó chính là khoảng cách giữa các con chữ. Tuy nhiên để dễ dàng hơn thì mình xin chia ra cho các bạn 4 trường hợp cơ bản sau. Trường hợp đầu tiên là trường hợp nối 0,5 ô. Nối 0,5 ô gồm có các trường hợp nhỏ sau. Trường hợp thứ nhất là nét cong, nối sang nét cong. Mình ví dụ điển hình như là các con chữ C, O, Co, đây là nét cong, sang âm O. Như vậy đây là khoảng cách nối 0,5 ô. Hoặc là O sang C, A. Chúng ta chừa 0,5 ra và sang con chữ cờ. Hoặc là O sang A. O chừa 0,5 và sang A. Hoặc là O sang E. Đây là con chữ O, chừa 0,5 và sang con chữ E. Hoặc là E sang O. Đây là con chữ A. Chúng ta kéo lên 0,5 và sang O. Trường hợp tiếp theo là nét H sang nét cong. Mình ví dụ đây là âm G, nét H của âm G, đây là nét H, sang âm O, đây là cong. Như vậy khoảng cách là 0,5. Hoặc là G sang A, G sang A, khoảng cách cũng 0,5. Hoặc là Y sang A, tóm lại những âm nào có nét khuyết dưới sang nét cong thì khoảng cách đều là 0,5. Hoặc là Y sang E, Y sang E chúng ta chừa ra 0,5 và viết con chữ E. Trường hợp tiếp theo là nét cong sang nét khác. Trong nét cong sang nét khác, mình ví dụ như O, I, O, đây là nét cong sang nét khác của con chữ Y, cũng khoảng cách 0,5. Hoặc là O sang T, đây là nét cong âm T có nét khác. Như vậy khoảng cách là 0,5. Hoặc là O sang P, đây là nét khác của chữ P, khoảng cách cũng 0,5. Hoặc là O sang Y, O sang T, hoặc là O sang P. Ngoài ra còn có một trường hợp ngoại lệ trong nối 0,5, đó là âm B và âm V sang các con chữ sau. Ví dụ B sang A, hoặc B sang A, cũng khoảng cách 0,5. Hoặc là V sang Y, V sang U, V sang O, V sang A, V sang O. Trong cái trường hợp ngoại lệ này, có nghĩa là âm B và âm V nối sang các nét cong hoặc là nối sang nét khác đều là khoảng cách 0,5. Như vậy trong khoảng cách nối 0,5
thì có chia ra làm 4 trường hợp nhỏ. Đây là các trường hợp điển hình. Tiếp theo, trường hợp thứ hai là nối một ô. Trong trường hợp nối một ô gồm có các trường hợp nhỏ sau. Mình ví dụ trường hợp đầu tiên, đây là nắp móc xuôi sang nắp cong. Mình ví dụ như từ O to, đây là nắp móc, móc xuôi sang nắp cong. Khoảng cách này là một ô. Hoặc từ A ta, từ A ta. Đây là nét móc xuôi, nối sang nét cong, như vậy khoảng cách này là một ô. Từ A ta. Đây là khoảng cách một ô. Hoặc Y sang E. Trong trường hợp Y sang E, rất là nhiều bạn viết sai trường hợp này. Đây cũng rơi vô trường hợp nối một ô, lý do là nét móc xuôi nối với nét cong. Trong nét móc xuôi nối với nét cong, ta còn có trường hợp con chữ giờ. Nối với các con chữ còn lại của nét cong. Đây cũng là nét móc xuôi. Ví dụ giờ o do, giờ a da, giờ a da, giờ e dê. Trường hợp nối một ô còn có nét móc hai đầu nối sang nét cong. Mình ví dụ như n o no, hoặc n a na, miễn là làm sao có nét móc hai đầu nối nét cong là mình viết khoảng cách một ô. Hoặc n a na, n e ne. Trong trường hợp này mình lưu ý âm ng, đây là nét móc hai đầu và nối với con chữ g, bởi vì con chữ g được ghép từ nét cong kính và nét khuyết dưới, như vậy cũng rơi vào trường hợp nối một ô. Hoặc m o mo, m a ma. Âm m thì cũng tương tự như cách viết của âm n. M m o mo, m a ma, m a ma. À, trong này thì có trường hợp con chữ h là cũng có nét móc hai đầu. Trường hợp này là nhiều bạn viết sai nhé. Trong cách nối một ô, ví dụ h o ho thì nhiều bạn viết đúng, nhưng mà trường hợp h a ha thì các bạn hay nhầm qua khoảng cách 1,5 ô. H a ha là khoảng cách chỉ có một ô thôi. Hoặc là h a ha, hoặc là k e k. Mình xem nét này của âm k giống như nét móc hai đầu, ở khoảng cách sẽ là một ô. K e k. Ngoài ra còn có trường hợp nét khắc sang nét khắc, ví dụ như g sang a, đây là nét khác sang nét khác, như vậy khoảng cách là một ô. Hoặc g sang u, g sang h, đó là trường hợp nét khác sang nét khác. Hoặc là trường hợp nét cong sang nét móc, nét móc ngược, ví dụ như là o là nét cong sang nét móc là o n o, như vậy trường hợp này đây là nét móc, trường hợp này nối một ô. Hoặc o sang m,
hoặc O sang M. Như vậy, trên đây là hai trường hợp nối 0,5 ô và trường hợp nối 1 ô. Như vậy thì để các bạn nhớ được các quy tắc này, thì bắt buộc các bạn phải viết các âm một cách thuần thục. Thì khi nói là mình sẽ ghép các con chữ này nó dễ hơn.